Mùa dịch bệnh ngủ một mạch từ sáng đến trưa, vừa tỉnh dậy nhớ ra hôm nay được nghỉ, rồi lại ngủ ngủ một mạch từ trưa đến chiều. Nghe thông tin virus kia tìm cách tránh xa, mới có hôm nào em còn vô tư bước đi trên đường không cần do dự. Thế nhưng bây giờ đeo khẩu trang ngay này, chớ quên, chớ quên, cấm quên. Vì sự nghiệp mà mình phải đi khắp nơi, đi đâu xa chớ ăn linh tinh ngoài đường. Còn bọn mình đợt này thì không đến trường, dù ở nhà học bài cũng không quên nha. Nấu ăn xong rồi nhớ rửa tay ngay, muối pha thêm vào súc miệng mỗi ngày. Đến nơi đông người lỡ gặp ai ho thì tránh xa 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 sốt hay ho, ta cần đi khám ngay. Nếu không sao ơn rời ta quá may, bổ sung thực đơn thêm dưỡng chất, đồ ăn nhiều vitamin C để kháng mình sẽ không lo. Những thông tin sai lệch ta tránh xa, giá tăng cao buôn khẩu trang bán ra. Đừng nghe người ta xui linh tinh, đừng theo người ta buôn linh tinh, vì pháp luật sẽ không tha. Corona như cô giáo dạy bà ta, đi đâu thì nhớ khẩu trang nha. Để cô mắng, để cô lo, sau 2 tuần lại có thở lâng lâng. Hãy cẩn thận chú ý bản thân, tránh tụ tập ở những nơi đông đúc, không bị lây, không bị nhiễm, không bị lây nhiễm corona. Đại dịch lâu thế, mong nhanh qua ta đi hôm, dịch bệnh qua hết. Nhân dân muôn nơi chúc mừng mọi người vui sống, quanh ta không còn bao nỗi lo, bao nỗi lo, bao nỗi lo.